Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú hổ và chúng ta cùng nhau tô màu cho chú hổ này nhé. Với chú hổ này thì mình sẽ sử dụng cây bút chì màu ca vàng cam này để tô màu cho cái chú hổ của chúng ta. Tiếp theo là cái phần cổ và thân của chú hổ. Tiếp theo là cái chân trước của chú hổ. Tiếp theo là phần đuôi. Tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái phần gương mặt này.
theo mình sẽ sử dụng màu xanh dương, rồi màu trắng hơn. Mình dùng tuyết này nha. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.